Và bây giờ mình sẽ làm thử thách mình sinh tồn ở trong một khu rừng sâu. Sinh tồn một trong khu rừng. Là mình trước tiên nếu mà khi sinh tồn thì người chơi Minecraft ai cũng hiểu rồi. Trước khi mà mình sinh tồn thì cái đầu tiên cái gì cũng nghĩ đến là chặt gỗ đúng không mọi người? Nhưng mà giờ mình sẽ đi săn nhé mọi người ơi. Trời có hai con khỉ luôn. Hai cái lợn, một là làm giường, hai là vừa có thể làm thịt ăn được. Ok cừu ơi, mình nhanh quá đấy. Ok mọi người nhá, mình đã săn được hai con cừu này. Ôi trời, ôi trời, may quá, tí ngã xuống kia lại đau, lại không lên được đúng không mọi người? Đó, ở khu rừng này anh Golin tuần tra rất là trật tự nhá, an ninh trật tự lắm, ít khi zombie có thể xuất hiện ở trong khu rừng này này. Đó, lúc này mình đang đi đốn củi. Lúc này mình đang đi đốn củi. Đốn củi nha mọi người. Thì mình gặp một. Ôi trời đất ơi. Sao chủ của chúng lại buộc chúng như này? Chủ chúng đã đi đâu rồi? Mình phải cởi trói cho cái đàn này trước đã. Chứ mình mà cởi trói nhiều thì tí nó sẽ rất là đơ máy ấy, mọi người ạ. Trời ơi, sao nhìn mấy cái chú chó này tội ấy. Ôi, sao lại đi theo tao? Chúng mày có thể tự sinh sống được mà. Trời ơi, chú chó màu đỏ này bị làm sao vậy? Thì ra là mình đã giải thoát cho chúng nó nhận mình làm chủ rồi. Ok, làm miếng táo cho đỡ đói này. Ok, nhìn chúng mày tội quá, tao phải xây nhà cho chúng mày thôi. Ok các bạn nhé, bây giờ mình sẽ xây nhà cho chú chó này. Đó, mình sẽ xây nhà nha. Phải làm một cái bàn chế tạo thôi. Ok, giờ mình sẽ đặt đặt cái bàn chế tạo lên đây. Đó, mình sẽ chế tạo một cái kiếm. Một cái rìu để chặt gỗ nha. Ok, giờ mình sẽ xây nhà. Nhà các chú thì không cần rộng đâu. Chỉ cần có chỗ ngủ là được nha các bạn. Ok các bạn nhé. Như vậy là công đoạn đầu tiên đã xong rồi. Mình sẽ xây cao lên. 2. Rất nhiều mọi người ơi. Ok mọi người nhé. Đó mình sẽ chơi đến đoạn này nhá. Đó. Giờ mình sẽ xây tiếp đến đây nhá. Chơi nó thầm mình tội. Chú chó nó tội lắm rồi các bạn. Đó các bạn. Mình sẽ xây tiếp đến đây.
Thế rồi. Vẫn còn 22 khúc ở đây. Chắc tầm này cũng đủ rộng để tối các chú ngủ rồi nha. Các chú chó. Cũng sắp hết gỗ rồi. Giờ chế tạo thêm thôi chứ sao. Chế tạo thêm thôi chứ sao. Ở đấy mọi người, 60 gỗ chắc thừa rồi đấy mọi người. Ôi, xin lỗi chú chó đấy nha. Ủa, tôi đã nói anh nhầm các chú. Cái gì cũng cần một phòng chiêu chiêu các chú. Đây. Ô trời ơi, đánh nhầm một chú chó rồi. Đó mọi người ạ. Sao đây mình vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, thế là thiếu cái cửa nha mọi người. Thiếu cái cửa. Giờ mình sẽ lấy cái cửa để mình lắp vào cho cái nhà của các chú chó này nhá. Đó. Giờ mình sẽ lấy đuốc. Đuốc để mình gắn vào cái nhà này. Cho tối các chú có đuốc để đi ngủ. Đấy. Thế này là vô tư. Ở vô tư, ở thoải mái. Nhá các chú chó nha. Trời cũng tối tối rồi đấy. Chiều tối rồi đấy. Giờ nhá, anh dặn là các chú phải đi ngủ nhá. Rồi. Ngồi xuống đi, chú đi ngủ đi. Tối là các chú phải đi ngủ đi nhá. Đừng có chạy loạn nhịp hết đấy nha. Ngủ đi. Rồi ok, chúc ngủ ngon nha các chú. Chúc ngủ ngon nha các chú chó. Ok, chú này lắp nhà nha. Bye bye các chú nha. Trời tối rồi đây. Các chú nhé, ngủ ngon nha. Mình sẽ đặt cái này đây, đặt đuốc ở đây. Đó. Hay giờ đây là nhà của chủ cũ này, giờ mình phải đi ngủ ấy. Giờ mình sẽ lên nhà của chú cũ để ngủ nha. Chú cũ đã bỏ các chú rồi thì chú cũ cho mình xin cái nhà nhá. Thôi, chúc mọi người ngủ ngon nha. Hãy ngủ thôi. Trời sáng rồi. Giờ mình phải xuống thôi. Đó mọi người ơi. Một chú đã xuống đây gác lúc mình ngủ nhá. Đó mọi người nhá. Mọi người ạ. Giờ mình sẽ ra ngoài này. Ôi chứ. Con slam kia rất là có hại nhá. Slam kia là có độc cho con người đấy. Trời ơi. Chết rồi. Mình sẽ cảnh. Ui, Slam đánh mình mọi người ạ. Slam đánh mình mọi người. Chó ra sự luôn. Wow. Như chứng minh siêu việt của ta. Ha 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 ha.
Các ngươi đúng là những chiến binh siêu việt của ta. Các chú chó này thật là dũng mãnh. Mình sẽ đi tiêu diệt con Creeper này nhá. Creeper này có hại lắm mọi người ạ. Ôi trời ơi, nổ banh xác luôn. Nó tự tử luôn. Thôi thì video của mình đến đây cũng dài rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hay, đừng quên để cho một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video mới nhé. Bye bye!